Vô tình là mình đã về quê và bây giờ thì mình đang thư giãn vài bữa cho nên là cũng muốn tranh thủ dẫn anh em một cái trick hay là một cái link case gì đó. Vì vài bữa nữa lên thì đi làm lại không có giờ để mà hướng dẫn. Và hôm nay mình sẽ dẫn anh em một cái kỹ thuật mà trước giờ mình chưa hướng dẫn, đó chính là kỹ thuật MiddleBack 1.5 thì nó sẽ trông như này. Đó, nó sẽ trông như này. Đó. Đầu tiên để làm được MiddleBack 1.5 thì chúng ta cần phải làm được MiddleBack thường. MiddleBack thường nó sẽ trông như này. Đó. Nó chỉ đi qua một vòng quanh ngón giữa như này thôi. Middle tức là ngón giữa, trong cái thuật ngữ của giò này middle là ngón giữa. Thì nó sẽ đi như này. Đó. Đầu tiên chúng ta sẽ cầm bút sao cho cái phần dưới nó dài ra như này. Đó, chúng ta cầm ở ngón áp út và ngón giữa như này. Và chúng ta sẽ để cái tay ở trạng thái nằm nghiêng nằm ngửa gì cũng được, cái nào cũng chơi được. Đó, thì chúng ta sẽ nhanh chóng úp cái tay xuống như này, úp cái tay xuống để cho cái bút nó vòng qua như này. Đó, đầu tiên chúng ta cứ tập như này trước. Đó, vòng qua như này, sau đó chúng ta sẽ tập vừa úp tay vừa thả cái bút ra, nó sẽ đi như này. Đó, thả ra nó sẽ đi như này, các bạn làm nhẹ nhàng thôi, đừng có chơi mạnh quá, sẽ đi như này. Tiếp theo để làm được MiddleBack 1.5 thì các bạn cần phải hiểu được cái nguyên lý của nó. Bản chất của 1.5 tức là chúng ta sẽ cho cái bút nó quay trên một bàn tay thêm 0,5 vòng so với MiddleBack thường. Tức là một vòng cộng với lại 0,5 là ra 1.5 và nó có thể là 2.5, 3.5 tùy vào việc chúng ta giữ cho cái bút nó nằm ở trên một bàn tay bao lâu. Thì để làm được điều đó thì các bạn sẽ cần phải tập nhiều để các bạn có thể giữ yên được cái bàn tay của các bạn ở cái trạng thái này để cho cái bút nó có thể quay ở trên một bàn tay. Thì chúng ta sẽ tập, ban đầu chúng ta sẽ tập như này. Đó, các bạn cứ MiddleBack, sau đó các bạn cố gắng các bạn giữ thăng bằng một khoảng thời gian ngắn thôi và cho cái bút nó vòng vào cái ngón giữa như này. Đó, các bạn chụp lại. Đó, chụp lại như này. Đó, các bạn có thể thấy là cái bút nó ở trên bàn tay của mình hơi lâu hơn một tí so với cái chiếc khi nãy mình hướng dẫn. Đó. Đó. Và để làm được ở cái dạng liên tục thì chúng ta sẽ cần phải đưa cái bút quay lại cái vị trí ban đầu. Tức là ban đầu các bạn cầm thì các bạn sẽ có cái phần dưới nó dài ra như này và cái phần trên nó ngắn. Thì các bạn phải lưu ý cái điểm đó. Và khi mà các bạn làm MiddleBack thì các bạn phải đưa được cái bút về cái dạng đó như này. Đó. Các bạn phải di chuyển cái bàn tay của bạn chứ các bạn không có được để cho cái bút nó tùy nó muốn đi đâu nó đi, mà các bạn phải cố gắng các bạn di chuyển làm sao cho nó quay về được cái dạng như này. Đó, cái dạng ban đầu. Và khi thực hiện liên tục MiddleBack thì chúng ta chỉ cần nhích nhẹ cái ngón giữa lên xuống thôi chứ chúng ta không có cần phải ngửa tay rồi úp tay nữa, vì đó là cái đoạn lấy đà. Mà lấy đà thì khi mà chúng ta đã bắt đầu thực hiện trick rồi chúng ta không cần phải lấy đà nữa. Ví dụ như là các bạn chạy thì các bạn không có cần phải chạy 1-2 bước rồi các bạn cúi xuống các bạn lấy đà tiếp rồi các bạn lại chạy tiếp. Các bạn chỉ cần đưa chân lên xuống thôi là được. Thì MiddleBack 1.5 nó cũng như vậy, nó sẽ như này. Đó. Thì cái kỹ thuật này mình thấy là có nhiều người sử dụng ở giữa combo nhưng mà cũng có nhiều người thì dùng nó để kết thúc. Ví dụ như là các bạn quay một cái gì đó các bạn kết thúc như này. Đó. Thì Nhật Bản người ta rất là hay sử dụng như vậy. Mình ví dụ cho các bạn. Đây là dùng ở giữa. Sau đó mình kết thúc combo bằng một cái kỹ thuật khác. Hoặc là mình có thể dùng nó để kết thúc combo. Đó như này. Thì đây là một cái kỹ thuật nâng cao bình thường, cho nên là cái bản chất của nó cũng chỉ như là nãy giờ mình nói thôi. Và nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn cứ để lại comment ở bên dưới để mình có thể hỗ trợ các bạn được tốt hơn. Và các bạn cần phải biết là những cái kỹ thuật dù là dễ hay khó thì chúng ta cũng đều phải mất thời gian để làm quen, để tập. Chứ không phải là xem xong thì tập được ngay. Tất nhiên là cũng sẽ có những cái kỹ thuật như vậy nhưng mà đa số là chúng ta phải bỏ thời gian để tập, vì cái tay của chúng ta từ xưa tới giờ là chưa bao giờ làm những cái động tác như vậy, cho nên là cần phải có thời gian thích nghi. Và ok, nếu các bạn cảm thấy hay nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.